Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi. 714-889-0777 Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một Crispy Chicken Sandwich chỉ một đồng. Kính mời quý vị và truyền hình Liberty TV theo dõi phần tin tổng hợp cùng với VN và Đỗ Tung Khoa. Sau đây mời quý vị tiếp tục với bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tưởng niệm 80 năm trận chiến Trân Châu Cảng. Người theo Đảng Cộng hòa ít tin tưởng vào bác sĩ hơn người theo Đảng Dân chủ tòa án ngăn chặn lệnh chích ngừa bắt buộc của tòa bạch ốc. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, cách đây 80 năm thì đúng vào ngày 7 tháng 12, Trân Châu Cản của tiểu bang Hawaii đã chứng kiến một vụ tấn công vô tiền khoáng hậu nhằm trực tiếp vào nước Hoa Kỳ do quân đội Nhật đã tiến hành và dẫn đến vụ thả bom nguyên tử kết thúc Thế chiến thứ hai. Tại đài tưởng niệm Trân Châu Cản vào ngày sáng ngày hôm nay, một nhóm cựu chiến binh còn sống sót từ vụ tấn công đã tề tượng tưởng niệm những người đã hy sinh bảo vệ đất nước. Đây có thể là nhóm những người sống sót cuối cùng tưởng niệm trận chân châu cảng vì họ cũng đã ngoài 90. Những nhân chứng là binh sĩ trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ cho biết, vụ tấn công Trân Châu Cảng đã cho thấy mọi người dân Hoa Kỳ đã đoàn kết và không để bị thất bại. Lúc chiến tranh xảy ra thì những người tham gia quân đội vẫn còn là những chàng trai vị thành niên và thế nhân họ muốn giúp đất nước và muốn chiến thắng. Vì vậy, những người con của Tổ quốc khi tham gia vào cuộc chiến đều cùng một lý tưởng và một mục tiêu Vụ quân Nhật đã tấn công vào Trân Châu Cảng bất ngờ đã gây thiệt mạng 2.403 binh sĩ của Hoa Kỳ, cũng trở thành một mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ vĩnh viễn về sau là không bao giờ để xảy ra một vụ tấn công phủ đầu bất ngờ lên nước Hoa Kỳ lần nữa. Sau vụ tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ đã tuyên chiến với Nhật và mãi đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì Nhật mới chính thức đầu hàng vô điều kiện. và kết quả một cuộc thăm dò từ viện Gallup liên quan đến quan điểm chính trị mang tính đảng phái vào hôm nay cho thấy người theo đảng Cộng hòa ngày càng giảm đi sự tin tưởng vào lời khuyên của bác sĩ nhiều hơn là người theo đảng dân chủ. Khuyên hướng này có chiều hướng tỷ lệ nghịch theo thời gian. Cũng cuộc thăm dò tương tự lập ra từ năm 2002 và 2010 tỷ lệ người theo đảng Cộng hòa tin vào bác sĩ là 70% đến năm 2010 tăng thành 73%. Tuy nhiên giờ đây tỷ lệ này đã giảm xuống còn chỉ còn cách 60% phần lớn những người theo đảng Cộng hòa cho biết càng ngày thì họ càng giảm tin tưởng vào sự chính xác của những lời khuyên quan trọng về y khoa từ những vị bác sĩ nói với họ. Quan điểm này cũng tương tự như là sự tin tưởng của người theo đảng Cộng hòa đối với khoa học, có nghĩa là họ giảm đi sự tin tưởng vào khoa học ngày càng nhiều hơn. Ngược lại, những người theo đảng Dân Chủ lại có khuynh hướng tin tưởng vào bác sĩ và khoa học nhiều hơn và khuynh hướng có tỷ lệ nghịch với quá khứ cùng với cuộc thăm dò năm 2002, chỉ có 62% người theo đảng Dân Chủ tin vào bác sĩ, nhưng nay đã tăng lên là 71%. Đối với những người theo đảng Cộng Hòa, họ cho biết ngày nay họ không tin hoàn toàn 100% vào lời khuyên của bác sĩ và họ cảm thấy là cần tìm kiếm thêm lời khuyên thứ nhì của bác sĩ khác, hoặc là từ họ đi tìm hiểu lấy vấn đề liên quan đến tình trạng bệnh lý của họ. Kết quả hôm nay của Viện Gallup cũng cho thấy sự khác biệt về sự tin tưởng đối với y khoa gia tăng sau 20 tháng diễn ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Và một tòa án ở tiểu bang Georgia ngày hôm nay đã ngăn chặn lệnh chích ngừa bắt buộc do tòa Bạch Ốc ban hành nhắm vào các công ty thầu khoán của chính phủ liên bang, gọi đây là một hành động vượt quá quyền hạn của tổng thống. Vụ kiện do đại diện của tổ chức Hiệp hội những người thầu khoáng là nhóm kinh doanh đại diện cho kỹ nghệ xây dựng Hoa Kỳ đệ nạp lên tòa và tòa liên bang thú vị sau khi họ đã bị bắt buộc phải đi chích ngừa cho nhân viên. Quan tòa liên bang Stan Baker đã viết trong phần phán quyết rằng Dựa trên hành động thì chính phủ liên bang đã làm việc như là cơ quan giám định sức khỏe công chúng vậy, vì thế đã gây ảnh hưởng về kinh tế rộng lớn và tạo ra sự giới hạn cho những nhà thầu khoáng có thể làm việc với chính quyền liên bang vì quyết định này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng mang tính kinh tế và chính trị làm giảm khả năng thuê mướn nhân công trong lực lượng lao động. Lệnh của tập Bình ốc đưa ra vào ngày 9 tháng 9 bắt buộc mọi nhân viên trong ngành thầu khoáng với chính phủ phải chính ngừa nếu như nếu như mà muốn tiếp tục nhận nhận được hợp đồng kinh doanh. Ngoài ra thì phải theo quy định về khẩu trang và giữ khoảng cách. Tuy nhiên thì lệnh này đã bị đẩy lùi cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 mới chính thức được thi hành. Và Tổng trưởng Y sĩ Hoa Kỳ ông Vivek Murthy vào ngày hôm nay đã đưa ra lời khuyên cộng cộng về y tế liên quan đến tình trạng tâm thần của những người trẻ. Lời khuyên này được xem là hiếm hôi nhằm kêu gọi dư luận xã hội Mỹ nên chú trọng hơn về tâm lý của các trẻ em, nhất là tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn kể từ khi đại dịch xảy ra. Trong tập báo cáo dày 53 trang, Tổng trưởng y sĩ đã đề cập đến tình trạng trầm cảm hoặc lo âu thái quá ở trong những người trẻ đã tăng gấp đôi trong thời gian đại dịch, với 25% người trẻ có trải nghiệm về trầm cảm và 20% có trải nghiệm về sự lo âu thái quá. Ngoài ra, người trẻ có khuynh hướng mang suy nghĩ bi quan hơn và có thái độ hay thành hành vi giận dữ hay là bực tức nhiều hơn. Và đây là những triệu chứng mà thường thấy ở trong giới trẻ mang bệnh năng động hoặc là lo âu thái quá gọi là ADHD. Vào đầu năm 2021, thì các phòng cấp cứu đã đón nhận hơn 51% số trường hợp tự tử so với thời gian trước, đặc biệt là trẻ em nữ muốn tự tử nhiều hơn là nam giới những tới 4% so với cùng thời kỳ của năm 2019 trước đại dịch. Và Tổng trưởng Y sĩ Murthy cho biết rõ ràng tâm thần là một thử thách rất lớn hiện hữu trong trẻ em và người trẻ và đang có khuynh hướng lan rộng, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng có thể chữa trị và phòng ngừa được bệnh tâm thần xảy ra trong mọi thành phần và chúng tập của xã hội. Và một thông tin cho hay cảnh sát của thành phố Wilmington thuộc quận Los Angeles hôm nay đã cho biết vào lúc 4 giờ 40 phút chiều ngày thứ hai trên đường East Danny thì đã xảy ra một vụ nổ súng khi có ít nhất là hai nghi can và tiến gần đến một chiếc xe Dodge Durango trong đầu và nổ súng. Trong xe có một bé trai 13 tuổi và một thiếu nữ 20 tuổi đang ngồi. Những người thiếu nữ sau khi bị bắn đã bỏ chạy và sau đó dừng lại để gọi 911. Xe cứu thương đưa đưa đứa đẻ bé vào đến bệnh viện nhưng mà sau đó đã trút hơi thở cuối cùng. Và riêng thiếu nữ 20 tuổi thì bị thương nặng và đang được điều trị. Vụ nổ súng cũng đã khiến cho một bé gái 9 tuổi đang ngồi chơi trong sân ở trường học gần đó cũng bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Và cảnh sát đang mở một cuộc điều tra và không tiết lộ về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công hay là nghi can liên hệ liệu đây có phải là một vụ tấn công có chủ đích từ băng đảng hay là một sự trả thù? Và kính thưa quý khán giả, một trong những tin quốc tế đáng chú ý nhất của ngày hôm nay đó là cuộc họp qua mạng giữa Hoa Kỳ và nga khi vấn đề Ukraine được mang ra thảo luận và là đề tài gây căng thẳng không những cho Ukraine mà cả châu Âu. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thủy và sau đó sẽ là tiết mục thời sự trong tuần của Little Sài TV do Đỗ Tuấn Khoa phụ trách. Cuộc họp thượng đỉnh hôm nay qua mạng giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi đầu từ năm 2014. Lúc đó ông Biden đang làm phó tổng thống dưới thời Obama. Khi quân đội Nga đổ bộ vào bán đảo Crimea của Biển Đen, rồi tách rời khu vực này ra khỏi chủ quyền của Ukraine. Việc Nga chiếm lấy bán đảo Crimea diễn ra ngay trước mắt Hoa Kỳ, được xem là một thời điểm đen tối trong chính sách đối ngoại dưới thời của tổng thống Barack Obama. Và giờ đây đang được lặp lại dưới thời ông Phó lên làm tổng thống Mỹ. Sau khi thành công trong việc tách rời bán đảo Crimea ra khỏi Ukraine, giờ đây Nga có tham vọng tiến chiếm Ukraine vì mối quan tâm nếu Ukraine chạy sang châu Âu và trở thành thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay NATO, thì xem như cánh sườn phía Tây của Nga đã bị bỏ ngỏ cho bất cứ vụ tấn công nào từ châu Âu. Chưa kể là Ukraine từng là thành viên trong khối liên bang Xô Viết và dù nay đã độc lập, thế nhưng dưới mắt Tổng thống Putin, Ukraine vẫn là một vùng đất bất khả xâm phạm của Nga và bằng mọi giá phải thống trị cho bằng được. Ukraine có thể so sánh như một Đài Loan của Trung Quốc. Trong thời gian qua, để thị uy và muốn ý đồ lấn chiếm Ukraine thành hiện thực, Moscow cho tập trung gần 17 sư đoàn sát biên giới Ukraine với đầy đủ vũ khí và vật vụ kéo dài cho việc đóng căn cứ. Trong khi có những tin tình báo cho rằng, có nhiều khả năng Nga thực hiện ý đồ xâm lăng Ukraine vào sang năm 2022 một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Nga là tổ chức NATO mà không ai khác hơn Hoa Kỳ lãnh đạo với khả năng quân sự ngang tầm hoặc vượt qua mặt Nga. Vào năm 1996, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nhóm an ninh quốc gia đã xét đến việc công nhận quyền thành viên của Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Tiệp vào khối NATO. Cả ba quốc gia này từng là thành viên của Liên bang Soviet cũ, giờ đây muốn tách rời tầm ảnh hưởng chính trị của Moscow. Đến năm 1999, cả ba quốc gia trở thành thành viên chính thức của NATO. Sau đó đến năm 2004, đến lượt Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania. Rồi sau đó đến Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia. Số quốc gia trong khối NATO đã tăng lên thành 30%. Và điều quan trọng đã khiến Putin bực tức nhất là ngày càng có nhiều quốc gia trong khối Liên Xô cũ bỏ sang phía tự do dân chủ châu Âu và Hoa Kỳ. Tương tự như một con hổ bị lìa bày và cô lập, Nga cần có hành động lấy lại vị thế cường quốc về quân sự, vì thế Ukraine sẽ không thể để rơi vào tay NATO. Và Hoa Kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội để đón nhận Ukraine thành thành viên mới của NATO. Hiện chưa rõ kết quả cuộc họp giữa Putin và Biden có mang lại thành quả nào, nhưng một điều mà người ta trông đợi là Putin nhân cơ hội này yêu cầu Hoa Kỳ không để cho Ukraine trở thành thành viên của NATO. Ngược lại, Nga sẽ không đánh chiếm Ukraine và gây nên cuộc chiến không cần thiết cho vùng Đông Âu. Đây cũng là một thử thách lớn cho tổng thống Joe Biden, vì ông sẽ chứng minh cho thế giới thấy khả năng đối ngoại mà trong nhiều thập niên ông làm chủ tịch ủy ban đối ngoại hoa kỳ tại thượng viện hoàng trọng thụy từng trình cho đài libro sài gòn tv